đặt điện áp U là 220 căn 2 cốt của 100 BT vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với quận cảm thuần L. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. Vẽ cho thầy cái này nhá. R này, L này, C. Được chưa? R, L, C này. A, M, B. Ok. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 2π/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng. Nào, thầy sử dụng phương pháp giải vector nhá. Nào, các bạn vẽ cho thầy nhá. Nhớ là phương pháp giải vector nối chân. Vậy khi mà thầy vẽ này, đầu tiên là R. R sẽ là vector UR. Vector UR luôn luôn là một vector nằm ngang. UR này là một vector nằm ngang nhá các em nhá. Đây, đây là UR, thầy viết luôn ở đây. UR. Được chưa? UR sẽ là một vector nằm ngang. Thôi thầy bỏ số vector đi nhá. Tiếp đến, thay vì thầy vẽ L ở đây này, đây là giản đồ nối chân này, à đây là giản đồ chung gốc này. Tức là các bạn sẽ vẽ chung một gốc. Thì bây giờ thầy sẽ vẽ tiếp. Vẽ tiếp ở đỉnh của vector UR nhá. R nằm ngang này, bây giờ thầy sẽ vẽ tiếp là L. Vector UL của mình là một vector cắm lên, đúng không? UL thì luôn cắm lên. Đây sẽ là UL. Được chưa các em? Đây là UL. Đấy, UL thì luôn cắm lên. Vậy nối vào, đây sẽ là điểm A. Và đây sẽ là điểm M các em ạ. Đúng chưa? Và mình sẽ nối được vector AM. Đây là vector AM. Tiếp đến, C. C của mình là một vector cắm xuống. C là một vector cắm xuống, thầy sẽ vẽ tiếp từ điểm M nhá. Một vector cắm xuống như thế này. Thì đây chính là C. Được chưa? Nối vào thì mình sẽ được đây chính là UAB. Đây là UC, đây là điểm B và đây sẽ là UAB của mình. Bài cho cái gì rồi? Bài cho đó là AM bằng MB. Thầy biết là AM này bằng với cả MB rồi. Bài cho cái gì nữa? Lệch pha nhau là 2π/3. Thì các bạn chú ý cho thầy là trong bài toán giải đồ vector ấy thì góc hay là độ lệch pha giữa các cái điện áp của mình ấy nó là góc giữa các vector. Vector AM và vector MB thì nó sẽ phải là cái góc bên ngoài các em nhé. AM là vector chéo lên mà MB là một vector cắm xuống. Vậy độ lệch pha giữa UAM và UMB nó sẽ phải là cái góc bên ngoài đây này. Cái góc này của mình đây này. Góc này của mình là 2π/3. Được chưa? UAM lệch pha so với UMB một góc là 2π/3 mà, thì nó phải là góc bên ngoài nhé. Nó không được phép là góc bên trong. À, góc bên ngoài là 2π/3 thì góc bên trong của mình sẽ là π/3 là 60 độ đấy các em ạ. Tam giác AMB là tam giác cân bởi vì AM bằng MB có một góc 60 độ. Vậy đây sẽ là tam giác đều. Bài cho UAB của mình là 220 rồi. Vậy UAM của mình cũng sẽ là 220. Đáp án C. Được chưa các em? Bài này nếu như các bạn mà cố gắng làm theo phương pháp giải đồ vector mà mình sẽ sử dụng phương pháp đại số ấy thì các bạn vẫn làm được thôi. Nhưng mà nó siêu dài các bạn ạ. Các bạn mà làm phương pháp đại số bài này có khi là 2 trang giấy cũng lên đấy. Còn đây thầy dùng có đúng một dòng chứ mấy đâu. Vẽ đúng cái hình thôi là xong. Chả phải viết cái gì cả. Thì đấy là cái ưu điểm của phương pháp giải đồ vector nhá. Nó sẽ giúp mình giải quyết đơn giản những bài toán vận dụng và vận dụng cao. Tất nhiên các bạn sẽ phải suy luận rất là nhiều. Thay vì mình cứ viết, cứ tính toán, cứ trâu bò thì tự động nó ra, thì bây giờ mình sẽ suy luận. Được chưa? Thì đấy là câu số 1 của mình. Sao AM bằng MB? Bài cho mà em. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau đây này. Bằng nhau tức là AM bằng MB. Được chưa? Độ dài vector nó chính là độ dài hay là độ lớn của U đấy các em. Nó cho bằng nhau mà. Được chưa? Câu 1 của mình đáp án C cho các em nhé. Tiếp này, câu số 2 này. Sao lâu lắm em mới thấy thầy like? Tuần nào thầy trả like sao lại bỏ lâu lắm?
Trời, không theo dõi, không follow page của thầy rồi. Tuần nào thầy cũng like mà tuần nào thầy cũng like 2 buổi mà. Đặt điện áp xoay chiều có tần số là 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện. Các bạn vẽ cái sơ đồ mạch điện ra nhá. Rất nhiều bạn bỏ qua cái này. Đúng là cái này nó không giúp các bạn giải bài tập nhưng mà nó rất quan trọng đấy. Vẽ cho thầy cái này. Cho nó thành một cái thói quen đi. Được chưa? AMB. Các bạn tính cho thầy ZC này. Tính được ZC nhá. ZC của mình là bao nhiêu nhỉ? ZC là bao nhiêu các em? Một phần omega C nhá, để thầy bấm máy tính nhá. Hình như là 50 à. Một phần này 100 pi nhân với cả 0,05 phần pi nhân 10 mũ trừ 3. 200 các em ạ. À. Thầy đoán bừa 50 là sai rồi. 200 ôm. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau pi trên 3. MB và AB lệch pha nhau pi trên 3. Giá trị của L bằng bao nhiêu? Tức là bài yêu cầu tìm L. Ok nào, thầy sử dụng phương pháp giải đồ vectơ nhé các em nhé. Lại vẽ như lúc nãy thôi. Đầu tiên là R này. R của mình nằm ngang này. R các em nhé. ZL, ZL cắm lên. ZL cắm lên vậy đây sẽ là AM. ZL này. A này. M này. ZC cắm xuống. Được chưa? Đây sẽ là AB. ZC này. AB này. À, bây giờ mình xem là bài nó cho cái gì nhá. Bài cho R rồi, cái cạnh này của mình là 100 căn 3 này. Bài cho ZC rồi, ZC của mình là 200 này. Bài cho là AM. Bài cho là MB các em ạ. MB là vector cắm xuống đây nhá, MB đây này. Lệch pha so với AB, AB là vector chéo như thế này. Các em nhớ là góc tạo bởi hai vector nhá. Hai cái góc này hay là hai cái vector này tạo với nhau một góc là pi trên 3. Vậy góc này của mình sẽ là pi trên 3. Được chưa? Không phải là góc này đâu nhá. Rất nhiều bạn xác định cái góc này. Góc này là sai đấy. Góc giữa hai vector và trong trường hợp này nó là góc nhọn. Hai góc này đối đỉnh này, vậy góc bên trong của mình cũng là pi trên 3. Bài yêu cầu tìm ZL các em ạ. Thầy gọi đây là H đi. Thầy có AH rồi, thầy sẽ đi tìm được HB, đúng không? HB sẽ bằng AH chia cho tan pi trên 3. Đấy. HB của mình bằng bao nhiêu các em? AH của mình chính là R đấy, 100 căn 3 chia cho tan của pi trên 3 thì nó sẽ là 100 thôi. 100. Được chưa? Cạnh này là 100. Cả cái đoạn MB của mình là 200. Vậy từ đây thầy suy ra được ZL của mình bằng ZC trừ cho HB. Được chưa? Vậy là bằng 100 ôm. ZL bằng 100 thì L của mình sẽ bằng 1 phần pi Henry, đáp án B nhé các em nhé. Thì đây là câu số 2 của mình. Được chưa? Các bạn nên sử dụng với phương pháp giải đồ vectơ nối chân thay vì phương pháp giải đồ vectơ chung gốc thì mình nó sẽ không có đường nét thừa, nó không có đường nét đứt đấy. Thì đấy là cái ưu điểm của phương pháp giải đồ vectơ nối chân, thì làm bài tập các bạn nhìn hình nó dễ hơn. Chứ bây giờ có nhiều cái đường nét đứt quá mà mình không sử dụng đến đấy thì làm bài nó sẽ khó khăn, đúng không? Các bạn lại phải sử dụng những cái tính chất đó là trong hình bình hành thì hai cạnh đối diện bằng nhau thì nó sẽ khó hơn là bạn sử dụng, mình chỉ cần sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác thôi. Câu 2B ok chính xác nhá. Tuần nào thầy cũng like, nay em mới vào xem ạ. Ok. Câu số 2 nha các em nhá. Từ từ nhá, từ từ rồi cái phương pháp giải đồ vector này nó sẽ vào đầu. Không phải là các bạn làm 1 2 bài thì nó sẽ vào đầu luôn đâu. Cái phương pháp giải đồ vector các bạn phải làm rất là nhiều cho thầy.
được chưa? Nếu như là chương 1, chương 2 các bạn làm 3 á, thì chương 3 này các bạn làm nhân đôi lên cho thầy là làm 6 thầy. Được chưa? Số bài tập của chương 3 các bạn cứ gấp đôi số bài tập chương 1 và chương 2 lên cho thầy. Thì mình sẽ vào đầu. Các bạn đừng cảm thấy nó nặng nhá, bởi vì là cái chương này của mình là cái chương nhiều điểm nhất mà. Vậy mình nên ưu ái nó nhiều. Việc mà mình dành thời gian cho nó nhiều nó cũng không sao đâu nhá, bởi vì nó là chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi đại học mà. Câu số 3 này. Sao thầy lại suy ra được L bằng 1 phần pi? À, thầy tưởng các bạn tính được rồi. ZL bằng omega L thôi. Omega của mình là 100 pi rồi. Thì 100 chia cho 100 pi thì sẽ là 1 phần pi thôi. Các bạn tính nốt nhá. Ok, từ bài sau thì thầy sẽ tính chi tiết hơn, chứ không tính nhanh như vậy nhá. Đây, để từ bài 3 thầy sẽ tính chi tiết hơn. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB, mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R, mắc nối tiếp với quật cảm thuần L. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. Hình thì khá giống mấy bài trên rồi. Nào vẽ cái sơ đồ mạch điện ra này. R, L, C, M, B, A. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và AM thỏa mãn là UMB bằng UAM căn 3. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha pi trên 3 so với cường độ dòng điện trong mạch. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là. Nào thầy sẽ sử dụng phương pháp dấu vectơ nối chân này. R nằm ngang này. ZL cắm lên này. ZC cắm xuống này. Được chưa? Nối vào. UR này. UL này. UC này. A M B. Bài cho cái gì rồi các em? Bài cho UMB bằng căn 3 lần UAM. Vậy nếu như thầy đặt UAM là 1. Đúng chưa? Thầy đặt UAM là 1 thì UMB của mình sẽ là căn 3. Thầy chuẩn hóa cho các em nhé, đặt UAM bằng 1 thì UMB của mình sẽ là căn 3. Thay vì thầy viết là UMB bằng căn 3 UAM thì thầy chọn luôn UAM là 1 đi. Thì UMB của mình sẽ là căn 3. Thầy sẽ chỉ chuẩn hóa cho những cái bài toán nào mà nó không yêu cầu tính thôi nhá. Chứ bây giờ mình đặt UAM bằng 1, xong đến cuối bài nó lại hỏi UAM bằng bao nhiêu thì các bạn không thể làm như vậy được. Chỉ chuẩn hóa cho những bài toán mà không yêu cầu tính. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM, AM đây. Lệch pha pi trên 3 so với cường độ dòng điện trong mạch. Lệch pha so với cường độ dòng điện tức là so với phương ngang các em ạ. Đây. So với phương ngang tức là so với cường độ dòng điện nhá. Bởi vì là mình luôn quy ước y của mình nằm ngang mà. Cái này là quy ước trong đầu nhé các em nhá. Y của mình luôn luôn nằm ngang. Vậy lệch pha của điện áp so với y tức là góc tạo bởi cái vectơ đấy so với phương ngang nhá. Thì ở đây nó sẽ là góc góc pi trên 3 kia kìa. Được chưa? Bài hỏi cái gì đây? Bài hỏi độ lệch pha của điện áp hai đầu AM so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch nói trên tức là AB, tức là bài hỏi cái góc to đùng các em ạ. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ đi tìm UL. Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền chia cho sin góc đối. Ok, 1 chia cho sin pi trên 3 thì tức là căn 3 trên 2 các em ạ. Đúng không nhỉ? Từ từ là thầy bấm lại nhau mà thầy sai chết. Nhầm nhầm các bạn, nhầm nhầm nhầm. Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối chứ không phải là chia. Luống cuống quá là nhầm rồi đấy. Vậy bằng căn 3 trên 2. Được chưa? UL bằng căn 3 trên 2. Cái đoạn trên này bằng căn 3 trên 2 thì đoạn dưới này của mình cũng là căn 3 trên 2. Bởi vì tổng hai cái đoạn này chính là UC là căn 3 mà. Vậy ở đây thầy suy ra được là cái AH này của mình nó sẽ là đường chung trực. À nó sẽ là đường đường chung tuyến, đúng không? Đồng thời là đường cao là đường chung trực còn gì nữa? Đường chung trực thì đường vừa là đường phân giác. Vậy từ đây thầy suy ra được là
góc bên dưới này của mình cũng là pi trên 3. Hai góc này là bằng nhau bởi vì cái AH của mình là đường trung trực rồi. Vừa là đường cao vừa là đường vuông góc mà. Nhầm, vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến mà. Đường cao với đường vuông góc là một mà các em. Vậy từ đây thầy suy ra được là góc MAB bằng 2pi trên 3. Đáp án D. Được chưa? Lộ lệch pha giữa AM và AB mà thì chính là góc MAB. Tổng hai góc pi trên 3 vào sẽ là 2pi trên 3. Đáp án D nhé các em nhé. Câu 3 của mình đáp án D. Thầy chỉ lại cách xác định góc đi thầy. Góc giữa hai vectơ thôi mà. Em kéo dài nó ra. Em kéo dài nó ra, nó tạo với nhau một cái góc là bao nhiêu thì đấy chính là cái góc giữa hai vectơ. Ba D ok. Thế cái hình vẽ bên kia có ý nghĩa gì không ạ? Cái hình này á các em. Cái hình này để các bạn giới hạn cái tư duy xem là cái mạch điện của mình nó chứa bao nhiêu linh kiện và thứ tự của các cái linh kiện đấy như thế nào. Cái hình này thì nó không giúp mình giải bài nhưng mà nó có nhiều ý nghĩa lắm. Các bạn đừng bỏ cái hình đấy nhá. Cứ vào một bài toán mà các bạn xác định là mình sẽ sử dụng giản đồ vectơ á thì lên vẽ cái sơ đồ mạch điện này cho thầy. Mà thực ra là bài toán nào thầy cũng vẽ mà, dù là bài toán đại số hay là bài toán giản đồ vectơ, thầy đều vẽ cái này cả. Nó sẽ giúp mình xác định xem là một cái bài toán đấy của mình ấy nó có bao nhiêu linh kiện và thứ tự các cái linh kiện đấy như thế nào. Được chưa? Thì các bạn vẽ cái đấy cho thầy nhé. Câu số 4 nè. Đặt điện áp U bằng U0 cốt của omega t. U0 và omega không đổi. Vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một quận cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và quận cảm. Tụ điện, quận cảm và điện trở. Tụ điện, quận cảm và điện trở. Ok. C, L, R. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và quận cảm. M, A, B. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và cường độ dòng điện trong mạch lệch pha pi trên 12 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện áp đoạn mạch AMB lệch pha. Ok các em. Nào. Đầu tiên này. C này. C cắm xuống này các em. UC cắm xuống này. UL cắm lên này. R nằm ngang. Được chưa? Thầy nối vào nhá. Nối vào, nối vào, nối vào. A này. M này, B, được chưa? UC này, UL này, UR. Giản đồ chỉ khi có góc thôi đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Thực ra nó đúng 50-50 thôi em. Thầy có bảo với các em rồi đấy. Bài toán liên quan đến độ lệch pha ấy, ưu tiên phương pháp giản đồ. Đấy là dấu hiệu nhận biết là mình chắc chắn sẽ sử dụng phương pháp giản đồ. Nhưng đồng thời có một số bài toán mà nó chứa nhiều linh kiện đấy hoặc là nó chứa nhiều dữ liệu ấy thì các bạn cũng có thể sử dụng phương pháp giản đồ. Được chưa? Đấy những cái bài toán phức tạp như vậy nó liên quan đến độ lệch pha là chắc chắn rồi, sẽ sử dụng phương pháp giản đồ. Ngoài ra có thể là liên quan đến nhiều dữ liệu, nó cho quá nhiều dữ liệu đi, mà nếu như các bạn sử dụng phương pháp đại số ấy, thì mình sẽ cần rất nhiều cái công thức, bởi vì mỗi công thức của phương pháp đại số chỉ khai thác được một dữ liệu thôi. Vậy bây giờ nó cho ba dữ liệu, cho bốn dữ liệu chẳng hạn, thì mình lên sử dụng cái phương pháp giản đồ thì mình điền trên các cái giản đồ của mình ấy, mỗi cạnh là một dữ liệu hoặc là mỗi góc là một dữ liệu thì việc giải quyết bài tập nó sẽ dễ hơn là mình cứ dấu cộng bốn cái công thức hoặc là năm cái công thức ra. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB. AM bằng MB, ok. Thầy có đây là tam giác cân rồi nhá. Và cường độ dòng điện trong mạch lệch pha pi trên 12 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Đây. Lệch pha so với cường độ dòng điện tức là so với phương ngang các em nhá. Đây. Thì nó sẽ là góc này. Góc này của mình là pi trên 12. So với phương ngang thì tức là so với cường độ dòng điện mà.
Điện áp đoạn mạch MB lệch pha so với dòng điện một góc là bao nhiêu? MB tạo với phương ngang một góc là bao nhiêu? Bài hỏi góc này các em ạ. Góc này của mình là bao nhiêu? Thầy gọi đây là alpha đi. Thì chờ các bạn đi tìm góc alpha thầy. Khá dễ. Khá là dễ. Các bạn đã nhìn ra đáp án chưa? Nó cũng đơn giản thôi, nó không khó đâu các em ạ. Nhìn ra chưa? Nhớ là tam giác này của mình là tam giác cân cân tại M nhé các em nhé, bởi vì là AM bằng MB rồi. Tức là tam giác này của mình cân tại M rồi. Được chưa? Đầu tiên là thầy sẽ tìm cái góc này đi các em, các bạn có thể tìm góc này này. Góc này của mình sẽ là pi trên 2 trừ cho pi trên 12. Hai góc của mình là hai góc phụ nhau mà. Pi trên 2 trừ cho pi trên 12 là bao nhiêu các em? 5pi phần 12 nhé, góc này của mình là 5pi phần 12 này. Thầy xóa mấy cái UR, UL, UC đi nhá. Không cần nữa đâu. Giải bằng góc thôi. 5pi phần 12 này. Vậy cả cái góc to này của mình cũng bằng cái góc đấy. Bởi vì tam giác này cân tại M mà. AM bằng MB. Cho nên cái góc ABM của mình cũng sẽ là 5pi phần 12. Mà cái góc ABH của mình ấy, nó lại so le trong cả cái góc pi trên 12. Hai góc so le trong thì góc này của mình là pi trên 12. Được chưa? Vậy từ đây thầy tính ra được cái góc bên dưới là góc HBM là 5pi phần 12 trừ cho pi phần 12. Pi phần 3 các em ạ. Góc này cũng bằng cái góc alpha. Được chưa? Hai góc này lại là hai góc so le trong. Alpha bằng cái góc HBM. Sau đây trong đúng không các em? Sau đây trong. Pi trên 3 đáp án C. Được chưa? Thì đấy là câu số 4 của mình. Thầy ơi, nhiều khi em thắc mắc là UC nó nhỏ hơn UL thì kéo xuống hẳn dưới có ảnh hưởng không thầy? Thì sai. Nếu mà UC nhỏ hơn UL thì em kéo nó ngắn hơn UL. Còn nếu như UC lớn hơn UL thì mình mới kéo nó dài hơn UL. Cái nào dài hơn thì mình vẽ nó dài hơn. Cái nào nhỏ hơn thì mình vẽ nó ngắn hơn. Nó tỷ lệ với nhau mà. Còn bởi vì là thầy biết là UC lớn hơn UL cho nên thầy mới kéo dài hơn. Còn khi mà các bạn không biết thì các bạn có thể giải hai trường hợp nhé. Được chưa? Em chưa học chủ đề 3 nên em không biết nhưng tại sao UC thầy luôn kéo dài hơn so với UL thế ạ? À? Nó là kinh nghiệm. Khi mà thầy làm bài là thầy biết được rằng là nó có thể là lớn hơn hoặc là nhỏ hơn, tức là luôn luôn có hai trường hợp, hoặc là UC ngắn hơn UL hoặc là UC dài hơn UL. Vậy tại sao thầy lại biết nó dài hơn? Bởi vì thực ra các bạn nhìn ở đây cho thầy nhá. Cái AM của mình ấy, cái MB của mình ấy nó đóng vai trò là cạnh huyền trong tam giác MHB. Mà AM của mình bằng MB thì rõ ràng AM phải lớn hơn cạnh góc vuông của tam giác MHB. Đây là lý do tại sao thầy khẳng định được rằng là AM lớn hơn MH, tức là ZC lớn hơn ZL. Còn nếu như các bạn hỏi thầy là làm sao để biết được thì các bạn cứ giải làm bài tập nhiều vào thì mình sẽ có cái kinh nghiệm như vậy. Được chưa? Còn nếu như không biết ấy, thì cứ cho ZC lớn hơn ZL đi. Còn nếu như không giải được thì mình giải ZC nhỏ hơn ZL. Nó là kinh nghiệm đấy các em nhé, làm nhiều thì mình sẽ rút ra được, hoặc là các bạn có thể suy luận giống như thầy ấy, nhưng mà ít khi thầy suy luận như vậy lắm, bởi vì suy luận như vậy nó tốn thời gian lắm. Thà thầy cứ cho ZC lớn hơn ZL đi, sau đó nếu như mà không đúng ấy, thì thầy sẽ giải lại. Được chưa các em? Đấy. Cứ cho nó tạo thành một tam giác to chứa những đường vector ở trong là được, cũng thông thầy. Vẽ đúng theo thứ tự cho thầy nhá. Vẽ đúng thứ tự cho thầy. RLC, RCL hay là LRC gì đấy. Bài nó cho các cái linh kiện của mình theo thứ tự như thế nào thì mình sẽ vẽ đúng theo thứ tự như vậy, chứ không phải là thầy cứ vẽ một cái tam giác ra sau đó thầy điền vào đâu. Không có chuyện đấy đâu. Sao thầy vẽ được vector như thế? Cái đấy là chủ đề 2 đấy em. Ở chủ đề 2 thì mình học rồi. UR luôn là một vector nằm ngang. Đúng chưa? Chủ đề 2 đấy. UL luôn là một vector thẳng đứng.
Và UC của mình luôn là một vectơ cắm xuống. Thì bây giờ thầy theo theo cái sơ đồ mạch điện thôi, nó cho cái những cái linh kiện gì, ví dụ nó cho là C đúng không, vậy thầy sẽ sử dụng nó một vectơ cắm xuống. Nó cho là L đúng không, thì là một vectơ cắm lên. Và nó cho là R đúng không, thì mình sẽ sử dụng là một vectơ nằm ngang. Đấy, các bạn cứ làm theo đúng như thầy nhá. Đây, câu 5 thầy sẽ làm chậm lại này, các bạn nhìn nhá. Nhìn câu 5 này. Đặt điện áp U bằng 150 căn 2 cốt của 100 PT vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ có điện trở này. Đoạn AM gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện đây, AM này, điện trở mắc nối tiếp với tụ điện. Đây là AM nhé các em nhé. A này, M này. Thấy chưa? R, C này. Đoạn MB chỉ có cuộn cả. Chỉ có cuộn cả. MB. Được chưa? Đấy, thầy vẽ cái sơ đồ mạch điện ra để thầy biết rằng à, cái thứ tự các linh kiện của mình đó là R, C rồi đến L. Đấy lý do tại sao thầy vẽ ra. Các bạn lên vẽ ra nhá để mình biết rằng à, cái mạch điện của mình có bao nhiêu linh kiện và thứ tự các cái linh kiện của mình là như thế nào. Cái cuộn dây của mình là thuần cảm hay là không thuần cảm. Thầy tính ZC này. ZC của mình là bao nhiêu các em? 80 ohm. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB vuông pha nhau, AM và AB vuông pha nhau. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB bằng. Ok. Nào thầy sẽ vẽ giả đồ vectơ nhá. Đầu tiên này, R là vectơ nằm ngang này các em. R nằm ngang này. ZC cắm xuống này. Được chưa? Nối vào vậy đây sẽ là AM. R này. ZC này. Bây giờ các bạn sẽ hỏi thầy đúng không? Là cái ZL của mình như thế nào? Nó như thế này hay là nó như thế này? Đúng không? Thì thực ra các bạn có thể suy luận cũng được. Các bạn có thể suy luận cho thầy nhá, là nó cho là AM vuông góc với cả AB mà, thì rõ ràng là AB của mình nó sẽ như thế này thì hai thằng này nó mới vuông góc với nhau được. Được chưa? Đấy là suy luận. Thì mình sẽ nhận thấy rằng là à, ZL của mình nó sẽ phải lớn hơn ZC thì AM của mình nó mới vuông góc được với AB. Còn thực ra thầy ấy, thầy có suy luận đâu. Thầy cứ vẽ ZL lớn hơn ZC thôi. Còn nếu như là sai thì thầy sẽ giải lại thôi, có gì đâu. Nhiều lúc thì những cái câu hỏi đấy các bạn không cần trả lời đâu. Bởi vì nếu như mình sai thì mình giải lại, có gì đâu. Chứ việc mà mình suy luận ra để xem là ZL lớn hơn ZC hay là ZL nhỏ hơn ZC ấy, nó khá là tốn thời gian đấy. Không phải là bạn nào cũng suy luận nhanh được ra cái điều đấy đâu. Bản thân thầy cũng như vậy. Không phải lúc nào thầy cũng có thể suy luận rằng à, cái mạch này là ZL lớn hơn ZC. À, cái mạch này là ZC lớn hơn ZL. Không có chuyện đấy đâu. Thôi thì mình cứ giải đi. Còn nếu như mình nhầm thì mình sẽ giải trường hợp 2. Còn đấy, nếu như bạn là muốn suy luận ấy, thì mình sẽ có là AB vuông góc với cả AM. Vậy ZL chắc chắn ấy, sẽ phải lớn hơn ZC. Cái này là 60 rồi này. Cạnh này của mình là 80 rồi này. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB bằng. Ok. Cái chỗ này mình sẽ phải tính Y rồi các em ạ. Mình đang sử dụng giản đồ Z thì các bạn sẽ không được phép sử dụng giản đồ U nhá. Trên một giản đồ hoặc sử dụng Z hoặc sử dụng U thôi. Ở đây thầy đã sử dụng R và Z rồi thì thầy sẽ không sử dụng U nữa. Được chưa các em? Vậy bây giờ muốn tìm được U thì bắt buộc các bạn phải đi tìm Y nhá. Mà ở đây mình mới có UAB thôi, các bạn phải tìm được ZAB thì mình mới suy ra được Y. Đó các bạn, mình sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Hệ thương lượng trong tam giác vuông nhá. Hệ thương lượng trong tam giác vuông. Tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh góc vuông đúng không em? Thì mình sẽ tìm nhanh ra được cái đoạn là AH đi, thầy gọi đây là AH đi. Mình sẽ tìm được cái đoạn HB nhé. Các bạn tìm đoạn HB thôi thầy. BH nhân với cả HM bằng AH bình. 60 bình chia cho 80. 45. Cạnh này của mình là 45 nhé. Được chưa? Cạnh này là 45 thì AB của mình là bao nhiêu? 45 bình cộng 60 bình. Khai căn. Cạnh này của mình sẽ là 75. Từ đây thầy tìm ra được Y này. UAB
chia cho ZAB. 150 chia cho 75 bằng 2A. Bây giờ bài hỏi cái gì đây? Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB bằng UMB bằng I nhân ZMB. Vậy là 2 nhân ZMB. ZMB của mình là 80 cộng với 45 rồi. V. Đáp án C nha các em nhé. Thì đấy là câu số 5 của mình. Bài này có nhiều trong thi tốt nghiệp không thầy? Chương này của mình là chương nhiều nhất mà. Được chưa? Mà nó cả kể nó có một câu thôi các bạn cũng phải học cho thầy. Mỗi phần nó sẽ có một ít, mỗi phần nó sẽ có một ít. Mỗi cái dạng bài của mình nó sẽ chỉ có khoảng một câu thôi, hoặc là không có câu nào. Cho nên nếu như mình biết là cái dạng đấy nó có một câu, hoặc nó có hai câu, hoặc nó có thể có một câu, thì các bạn cũng phải ôn cho thầy. Mình có rất nhiều dạng bài tập và mỗi dạng đấy nó có thể có một câu thôi. Được chưa? Trong khi cái chương này của mình là cái chương chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi đại học, nó có khoảng 9 câu, thì chắc chắn kiểu gì mình cũng sẽ có một câu là giải đổi vectơ. Sao lúc thầy vẽ M bên phải, lúc thầy vẽ M bên trái, nó cho mà em. Nó cho xem là AM của mình chứa gì đây. Thì thầy đọc thôi đấy. Đoạn AM gồm điện trở R và tụ điện C đấy. Thì cái đoạn AM của mình phải có R và C. Bài nó cho mà em. Bài nó cho là cái đoạn mạch của mình có những cái linh kiện gì thì mình sẽ phải điền vào như vậy. Còn bài trên nó bảo đây, M là điểm nằm giữa tụ điện và cuộn cảm thì thầy mới vẽ ở bên trái. Còn bài này nó bảo là AM của mình chứa R và C thì nó phải có hai cái linh kiện chứ. Được chưa? Bài nó cho như thế nào thì mình sẽ phải vẽ như vậy, chứ không phải là thầy vẽ bừa đâu. Thầy vẽ theo cái đề bài nó cho mà. Được chưa các em? Câu số 6 này. Đặt điện áp dây chiều vào hai đầu đoạn mạch AB chứa cuộn cảm thuần. Đây là cho cái sơ đồ mạch điện rồi, vậy mình sẽ vẽ luôn nhé. Như hình vẽ, thấy điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và MB lần lượt là 100 cốt của 100PT và UMB là 100 căn 3 cốt của 100PT trừ pi nhân 2. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là OK. Các bạn chú ý cho thầy. Câu số 6. Đặc biệt. Đây là một bài toán đặc biệt, các em ạ. À. Đây là một cái bài toán nó giống như là kiểu là bất đẳng thức. Ở trong môn tiếng Anh các bạn có cái động từ gì là bất quy tắc đấy. Thì câu số 6 của mình cũng như vậy. Bình thường là các bạn sẽ sử dụng vectơ giải đổi vectơ nối chân hoặc là giải đổi vectơ trung gốc, nhưng mà riêng cái câu số 6 này thì thầy sẽ sử dụng một cái giải đổi đặc biệt cho nó, thầy gọi là giải đổi vuông pha. Được chưa? Chỉ dùng cho cái dạng câu số 6 thôi, giải đổi vuông pha. Làm sao để thầy biết được là cái bài toán đấy là một bài toán đặc biệt và thầy sẽ sử dụng giải đồ vuông pha? Đó là các bạn nhìn vào cái sơ đồ mạch điện cho thầy. Nếu như R nằm giữa đây này, đây R của mình nó nằm giữa thì 99,99% đây sẽ là bài toán đặc biệt và các bạn sẽ sử dụng giải đồ vuông pha cho thầy. Được chưa? Đấy, bài này thầy thấy rằng là R của mình nằm giữa, vậy thầy sẽ sử dụng giải đồ vuông pha. Giải đồ vuông pha dùng như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Cái giải đồ vuông pha của mình nó sẽ như thế này. Thay vì là thầy sẽ vẽ L đầu tiên đúng không? Bình thường là mình sẽ vẽ theo thứ tự này, L, R, C. Thì đối với giải đồ vuông pha ấy, thầy luôn luôn vẽ R đầu tiên. Đây là R. Được chưa? Hoặc là UR đi cũng được. UR. Mình đang sử dụng giải đồ U mà. Tiếp đến thầy vẽ UL, UL cắm lên bình thường. UR vẫn là nằm ngang mà UL vẫn là cắm lên.
Nhưng thay vì vẽ UC như thế này, đây là UC đúng không? Thay vì vẽ như thế này thì thầy sẽ vẽ tại đỉnh của vectơ UR. Đây mới là UC. Đấy là một cái sản đồ đặc biệt nha các em nhé. Chỉ dùng cho những cái dạng của câu 6. Khi mà cái sơ đồ mạch điện ấy, nó có phần tử R nằm giữa, thì bài toán đấy nó sẽ là một bài toán đặc biệt mà mình sẽ sử dụng giản đồ vuông pha nha các em nhé. Giản đồ vuông pha. Ok, thì các bạn thấy rằng này, UR cộng UL ấy, thì nó sẽ là URL, đây sẽ là URL. UR cộng UC ấy, thì đây sẽ là URC. À, cái giản đồ vuông pha này ấy, nó sẽ giúp mình giải quyết được cái URL và URC một cách đơn giản. Nhưng nó sẽ có một cái nhược điểm chí mạng. Các bạn nhìn trên cái đồ thị của thầy, nó không có UAB nhá. Được chưa? Nó giúp mình tính rất nhanh UR, UL và UC, nhưng không tính được UAB. Vậy bài này để có thể làm được thì thầy sẽ phải đi tìm tất cả các giá trị UR, UL và UC nhé. Bài cho URL rồi. URL của mình chính là UAN đây này, 100 đây này. Mình sử dụng giá trị hiệu dụng nhé các em nhé. 50 căn 2. URC nó chính là UMB đây. URC trên hình vẽ đây. Nó chính là UMB đây này, là URC. Thì thầy sẽ sử dụng giá trị hiệu dụng nhé. 50 căn 6. Bây giờ các bạn sử dụng giản đồ hệ thức được trong tam giác vuông thôi là xong, bởi vì nó cho hai cái u này của mình vuông góc với nhau rồi mà. Một thằng là trừ pi trên 2, một thằng là 0 mà. Vậy URL vuông pha với cả URC rồi, bài cho rồi, hai thằng này vuông pha nhau. Thầy có thể sử dụng hệ thức được trong tam giác vuông để mình có thể tìm nhanh được UL, UC và UR. Được chưa? Đến đây các bạn tìm cho thầy các cái cạnh còn lại nhé. À, các bạn tìm cho thầy những cái cạnh còn lại là UL, UC và UR đi. Đầu tiên là thầy sẽ đi tìm UR trước nha. Đi tìm UR trước này. 1 phần 50 bình nhân 2 này. Cộng với cả 1 phần 50 bình nhân 6 này. Nghịch đảo và khai căn. 25 căn 6 này. Được chưa? 50 bình nhân 2 trừ 25 bình nhân 6. 25 căn 2 này. Tương tự 50 bình nhân 6 trừ 25 bình nhân 6 75 căn 2 này. Ok. Thì từ đây thầy sẽ tìm ra được UAB thôi. UAB bằng UR bình cộng UL trừ UC tất cả bình. Các bạn nhớ cho thầy cái bài toán này nhá. Đây là bài toán đặc biệt và mình sẽ sử dụng một cái giản đồ đặc biệt, đó là giản đồ vuông pha, chỉ dùng cho bài toán này thôi. Khi mà cái phần tử R của mình ấy nó nằm giữa hai cái linh kiện còn lại. Thay số vào đây thôi là các bạn sẽ tìm ra được đáp án thôi. Hai năm căn 14, đáp án B. Thế nó tìm UAB thì mình phải giải giản đồ nối chân là thầy. Không, thầy vẫn sử dụng giản đồ vuông pha mà, nhưng mà thầy sẽ đi tìm ra UR, UL và UC và thầy kết hợp thêm phương pháp đại số nữa. Tức là cái giản đồ vuông pha này của mình nó có một cái nhược điểm như vậy, đó là không thể tìm được UAB. Nhưng mà nó tìm những cái linh kiện còn lại rất là nhanh. Nếu như bài này các bạn sử dụng giản đồ chung gốc hoặc là sử dụng giản đồ nối chân ấy, nó cực kỳ dài, thậm chí là không giải được đâu. Cho nên thầy sẽ sử dụng cái giản đồ đặc biệt này và kết hợp thêm một bước của phương pháp đại số thì làm bài tập nó sẽ ngắn hơn. Được chưa? Mình chịu khó là mình kết hợp cả hai phương pháp cho cái bài toán đặc biệt này thôi. Giản đồ vuông pha đúng không thầy? Đúng rồi đấy. Thầy gọi cái giản đồ này là giản đồ vuông pha nhá. Thầy có biết là có ai gọi như vậy được không? Thầy giải thích công thức tính UAB được không ạ? À, công thức này là lý thuyết mà. Thầy chứng minh công thức này rồi. Bây giờ bảo thầy giải thích cái công thức này thì nó rất dài. Nó từ cái chủ đề 2 mà. Bây giờ là mình đến cuối chủ đề 3 rồi mà. Sao bây giờ bắt thầy chứng minh công thức này nhỉ?
Công thức này mình có lâu rồi mà em. Video bài giảng thầy có chứng minh công thức này rồi mà. Thầy nói chữ R khó chịu quá. Vậy thôi, thầy nói chữ giờ vậy nhá. Quen rồi. Vâng, để em xem chữ em chưa học. Chưa học thì thôi học đi rồi xem. Chưa học làm sao mà mình sang cái này được. Thầy có bảo rồi là các bạn muốn sử dụng các sản đồ hiệu quả thì các bạn cày cuốc cái phương pháp đại số cho thầy trước đi. Học những phần trước trước đi. Học xong cái phương pháp đại số đi, háng học phương pháp giản đồ vector. Mà học xong giản đồ vector thì mới học bài tiếp theo. Còn chưa học xong phương pháp đại số và chưa học xong phương pháp giản đồ vector ấy, không học tiếp, dừng lại cho thầy. Được chưa? Những bài tiếp theo mình vẫn phải sử dụng phương pháp giản đồ và phương pháp đại số mà bây giờ mình chưa chắc thì mình học tiếp làm cái gì? Rèn luyện thật kỹ cho thầy hai cái phương pháp này đi, phương pháp đại số và phương pháp giản đồ đi, sau đó mình mới học tiếp nhá. Cái công thức đấy thì thầy chứng minh cho các bạn rồi. Ô chữa bài tập giản đồ lâu quá các bạn ạ. Thầy soạn 20 câu thì chữa đến 0 giờ sáng này. Là điện áp U bằng 120 căn 2, cốt của 100 pT vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. R L và C. Ok. UR này nằm ngang này. UL cắm lên này. UC cắm xuống này. Thầy nối vào nhá. Đây sẽ là AM này. Đây sẽ là AB này. A M B UR UL và UC. Bài cho cái gì rồi đây? Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng một nửa điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB. UAM bằng 1 phần 2 UMB. Bài cho nhá. AM bằng 1 phần 2 UMB. Vậy có thể là thầy sẽ đặt UAM bằng 1 đi. Không đặt, bài này yêu cầu tính không đặt được rồi. Không đặt nha các em nhá. Lệch pha nhau 2π trên 3. AM và MB lệch pha nhau 2π trên 3 vậy nó sẽ là góc bên ngoài. Góc này các em. Góc này là 2π trên 3. Góc này là 2π trên 3 thì góc bên trong của mình sẽ là π trên 3. Bài cho UAB rồi. UAB của mình là 120. Đây, cạnh này là 120. AM gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài yêu cầu tìm UAM các em ạ. Nào, bài này mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Góc này là pi trên 3 này. AM bằng 1 phần 2 MB này. AM bằng 1 phần 2 MB. Ok. Tam giác này của mình là tam giác gì các em? Tam giác này của mình là tam giác cân mất rồi. Tam giác này là tam giác cân. Các bạn có thể nhìn nhanh đấy, AM của mình sẽ bằng AB rồi. Đúng không nhỉ? Đoạn mạch AM gần với giá trị nào sau đây nhất. Bây giờ các bạn giải hình này cho thầy thôi. Nào bây giờ có đấy là thầy lên đặt ẩn đây để tìm ra được UAM đây. Sao có bạn là còn vào đây PA cái gì đây này? Hôm trước thấy R nằm giữa nhưng không vuông pha nên chịu. R nằm giữa mà không vuông pha vẫn làm được nhá. Vẫn có thể sử dụng giản đồ vuông pha nhé các em nhá. Cứ R nằm giữa thôi là mình có thể sử dụng giản đồ vuông pha, không cần thiết phải vuông pha. Nó không vuông thì mình sẽ không có góc đấy là 90 độ thôi.
thì các bạn có thể sử dụng định lý hàm sin hoặc là định lý hàm cos. Còn nếu như nó vuông thì mình sẽ sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông thôi. Nào bây giờ quay lại bài này thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ các em nhỉ? Để thầy xem bài này mình sẽ làm như thế nào nhá. Em có cái cách nào không? Ok. Thầy sẽ sử dụng định lý cos trong tam giác nhá. Sử dụng định lý cos trong tam giác AMB. Thầy có này. AB bình bằng AM bình cộng MB bình trừ 2AM nhân MB nhân cos góc AMB. Được chưa? Đấy. Thầy sử dụng định lý hàm cos. Được chưa? Các bạn thầy xấu vào cho thầy. 120 bình này bằng AM bình. Thầy đặt là x đi. Đặt cái này là x đi. X bình cộng này. MB của mình sẽ là bằng 2x tất cả bình. Trừ đi 2 nhân x nhân 2x nhân với cả cos của pi trên 3. Được chưa? Thì từ đây các bạn sẽ tìm ra được AM chính là giá trị x. Ship sâu cũng được. Căn 3 các em ạ. Thầy tính ra được nó là 40 căn 3. Tức là xấp xỉ 69,28V. Đáp án B. Các em sử dụng định lý hàm cos nhá. Thì mình sẽ tính được ra UAM luôn. Được chưa? Thì đấy là câu số 7 của mình. Khi nào mình biết mình nên sử dụng giản đồ vectơ vậy thầy? Nó có độ lệch pha. Cứ bài toán mà có độ lệch pha thì thầy sẽ ưu tiên sử dụng phương pháp giản đồ vectơ, hoặc là bài toán đấy chứa nhiều dữ liệu. Còn thực ra cái phương pháp đại số thì mình chỉ dùng cho những bài toán cơ bản thôi. Bài toán nó chứa ít dữ liệu hoặc là nó không chứa độ lệch pha thôi. Chứ nó chỉ cần chứa độ lệch pha cái là các bạn sử dụng giản đồ vectơ nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chơi đây là câu số 7 của mình. Đáp án của mình là đáp án B nhé các em nhé. Thực chất thì nó sẽ là 40 căn 3, nhưng mà mình lấy xấp xỉ nó sẽ là 69,28V. Thì đây là câu số 7 của mình. Đấy chưa ạ? Câu số 8. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì thấy điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB là UMB bằng 80 sin của 100 pi t trừ pi trên 3. Biết R bằng 40, C bằng 10 mũ trừ 4 phần pi tức là ZC bằng 100 này. Quận cảm thuần L bằng 3 phần 5 pi Henry, ZL bằng 60 này. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là thầy sử dụng giản đồ vectơ nhé em nhé. Nhưng mà các bạn đổi cái này về hàm cos cho thầy. Đổi cái này về hàm cos nhé. Thầy viết lại này. UMB sẽ bằng 80 cos của từ sin sang cos là trừ pi trên 2. Vậy là trừ pi trên 3 trừ pi trên 2 là trừ 5 pi trên 6. Đúng không nhỉ? Để thầy bấm lại máy tính đi. Ok. Trừ 5 pi trên 6 đấy. Thầy chuyển lại sang hàm cos nhé. Bởi vì thầy là đáp án của mình nó đang là hàm cos đây này. Thì mình nên đưa về hàm cos thì giải nó đỡ bị nhầm. Giải đồ vectơ nhé các em nhé. UR nằm ngang này. UL cắm lên này. UC cắm xuống này. Thầy sử dụng giản đồ Z đi, không dùng giản đồ U đâu bởi vì là mình có nhiều giá trị Z hơn là giá trị U. Dùng giá trị Z nhé. R 40 ZL. ZL cạnh này của mình là 60. Cả cái đoạn này của mình là ZC 100. Được chưa? Vậy đoạn dưới này của mình cũng sẽ là 40 này. Tam giác bên dưới của mình là tam giác vuông cân này. A này. M N B. Ok. Mà nó yêu cầu tìm U thì chắc chắn mình các bạn sẽ phải tìm Y rồi. Bài cho UMB rồi. UMB cái đoạn ZMB thì biết rồi, thầy tìm ra được Y luôn. Y bằng UMB U0MB nhá. Tìm y không luôn. Chia cho ZMB.
ZMB chính là cái đoạn MB các em. U0 của mình là 80 chia cho 40. 2A. Ba yêu cầu viết biểu thước điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Vậy thầy sẽ phải đi tìm ZAB. ZAB của mình là 40 căn 2. Pitago trong tam giác AMB nhé các em nhé. 40 căn 2. Vậy U0AB bằng Y0 nhân ZAB. 2 nhân 40 căn 2. Vậy là 80 căn 2 V. Đáp án C. Chỉ có duy nhất một đáp án là 80 căn 2 cô các em ạ. Đây đáp án C thôi. Vậy câu số 8 của mình là đáp án C nhá. Các bạn nhớ thầy là trên cái giản đồ ấy, mình chỉ sử dụng được một loại thôi. Hoặc là các bạn sử dụng giá trị điện trở, cảm kháng và dung kháng. Hoặc là các bạn sử dụng giá trị điện áp, không đồng thời sử dụng cả điện áp và điện trở trên cùng một đồ thị nhá. Trên cùng một cái giản đồ nhá, nếu không là mình sai ngay. Thầy không hề điền cái số 80 là U0MB vào đây. Không dùng nhá. Muốn từ giản đồ Z tính được U ấy thì bắt buộc các bạn sẽ phải tính Y. Chứ không có chuyện là trên cùng một cái giản đồ vừa sử dụng U vừa sử dụng Z được. Thì nếu không là mình sẽ bị sai đấy. Các bạn sẽ phải tìm Y đây này. Đấy, thầy thấy là bài cho Z nhưng mình lại yêu cầu tìm U, thì các bạn sẽ phải đi tìm Y thôi thầy. Được chưa? Tìm Y thông qua cái U mà mình đã biết rồi ấy. Ví dụ UMB thầy biết rồi thì thầy sẽ phải đi tìm ZMB. Muốn tìm UAB thì thầy sẽ phải đi tìm ZAB. Thì các bạn chú ý như vậy cho thầy nhé. Còn tính phi AB thì sao thầy? Tính phi AB thì các em có thể tính góc này đây này. Đây góc này của mình là pi trên 4. Thì các bạn thấy rằng là UAB của mình ấy nó sẽ sớm pha hơn UMB một góc là pi trên 4 trừ 5 pi trên 6 mà cộng pi trên 4 ấy trừ 5 phần 6 này cộng 1 phần 4. Đấy thì nó sẽ là trừ 7 phần 12. Được chưa? Đây. Phi AB bằng phi MB cộng pi trên 4. Đây là cái góc pi trên 4 đây này. Nhìn vào cái đấy thì thầy sẽ thấy được rằng là UAB của mình sớm pha pi trên 4 so với UMB. Được chưa? Thì phi AB, phi MB của mình là 5 pi trên 6 đây. Cộng với cả pi trên 4 thì sẽ là trừ 7 pi phần 12. Nhưng mà bài này không cần làm nhé các em nhé. Thầy tìm ra được U thì nó chỉ có duy nhất một đáp án là 80 căn 2 mà. Thì mình có thể khoanh đáp án C luôn. Còn nếu như các bạn muốn tìm thêm được cả cái phi của AB ấy, thì các bạn làm như thầy nhé. Thầy ơi chỉ tép chỉ cách tìm phi luôn đi thầy. Sao thầy điền mấy cái số đo đó được vậy? Mình có mà. ZL là 60 đây. ZL 60 nhá. ZC là 100 đây, thầy điền vào thôi. ZL 60, ZC 100 thì cái đoạn còn lại sẽ là 40 thôi, thầy trừ đi thôi. Giải hình thôi mà. Giải hình này là hình cấp 2 thôi. Hình này là cái hình mà các bạn thi vào lớp 10 đây, cho nên thầy tính nhanh luôn. Các bạn bảo bây giờ bảo thầy ơi, thầy em không biết giải hình là thầy chịu với nhá. Thầy không có dạy toán cấp 2 đâu. Thật sự cái này nó là toán cấp 2, toán hình đấy. Bây giờ các bạn hỏi thầy là làm sao để em có thể cải thiện được, bởi vì là hồi cấp 2 em học toán hình nó không tốt đấy. Thì có một cái cách nó rất là hiệu quả, đó là các bạn làm nhiều vào cho thầy. Làm nhiều vào, đọc lời giải nhiều vào. Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể cải thiện được cái toán học. Được chưa? Các bạn làm lý, các bạn làm toán, các bạn làm hóa, đấy là cái quá trình mà mình cải thiện cái phần toán học của mình đấy. Đặc biệt là lý đây này. Bởi vì là mình đang cần toán cho môn lý đúng không? Thì các bạn làm lý thì mình tự động cải thiện cái đấy thôi. Thực ra là làm bài tập môn lý bây giờ ấy, nó là đang làm toán mà. Chính xác là giải toán cho vật lý, chứ nó có phải là giải lý đâu các bạn. Cái phần lý của nó cực kỳ ít. Các bạn làm cảm thấy như là mình đang làm toán ấy chứ, có phải là làm lý đâu. Câu 8 của mình đáp án C nhé các em nhé. Ok. Mấy cái bài này nó đều có cái sơ đồ mạch điện rồi, cho nên là thầy cũng nhàn hơn. Này R nằm giữa này, giản đồ vuông pha nhé. Thầy đoán như vậy thôi, 99.99%. Cứ R nằm giữa thì 99.99% thì thầy sẽ đoán đấy là giản đồ vuông pha. Giản đồ vuông pha. Mà nó vuông thật mà. Trừ pi trên 6 mới gặp pi trên 3 đây. Là nó vuông rồi các bạn này. Đúng không? Trừ pi trên 6 mới gặp pi trên 3 là vuông rồi. Là vẽ giản đồ vuông pha nhá. UR nằm ngang này. UL cắm lên này.
và UC cắm xuống, không có UAB nhá. Ok. Bài này phải kết hợp cả phương pháp đại số rồi các em ạ. Chứ dùng giản đồ là không đủ. Bởi vì cái giản đồ này nó đặc biệt như vậy, nó tính những cái thành phần ấy rất là dễ nhưng mà nó không thể tìm được UAB. Nhược điểm chí mạng của nó là như vậy. RN của mình là 200 này. AN đâu nhầm, thầy nhầm. AN của mình là RC nhá. AN là RC thì chỗ này là 200. MB của mình mới là RL, cũng là 200. Ô, tam giác này của mình là tam giác cái gì đây? Tam giác vuông cân các em ạ. Tam giác vuông cân thì dễ rồi. Đây sẽ là 100 căn 2. Đây cũng là 100 căn 2. Và đây sẽ là bao nhiêu các em nhỉ? Cũng là 100 căn 2 đúng không? Đơn giản rồi. 9D á. Ok. Thầy sẽ tính góc này, này. Đây là độ lệch pha giữa URL và UR nhá. Cái góc này của mình sẽ là bao nhiêu? Góc này của mình sẽ là pi trên 4 luôn. Pi trên 4. Đúng không? Tam giác vuông cân, mà tam giác vuông cân thì quá là dễ rồi ấy. Thầy chả phải tính cái gì luôn. Tam giác vuông cân thì nó có hết rồi. Ok. Các bạn thấy này, UL bằng UC. Cộng hưởng thì tức là UR bằng U thôi. Được chưa các em? Tất cả cái này đều là U0 nhá. Mấy cái này của thầy đều là U0 hết đấy, bởi vì thầy đang giải theo U0 mà. Một trăm căn 2. Một trăm căn 2 thầy sẽ loại đáp án A và loại đáp án B đi. Được chưa? Đồng thời là theo hình thầy có được đây. URL sớm pha pi trên 4 xong rồi có U0R kia. Vậy là phi U bằng phi URL trừ cho pi trên 4. Đây nó sớm pha pi trên 4 mà, trên cái hình của thầy đấy. Cái góc pi trên 4 đây này. Đúng không? URL sớm pha pi trên 4 so với UR mà. Mà UR của mình chính là bằng U rồi. UR bằng U rồi. Bằng về cả giá trị tức thời lẫn giá trị hữu dụng và giá trị cực đại luôn. Pi trên 3 trừ pi trên 4. Pi trên 12. 1 chia 3 trừ 1 chia 4. 1 trên 12. Đáp án D các em ạ. Thấy chưa? Câu số 9 của mình đáp án D. Cái phần giản đồ vector thì công nhận là nó khó đúng không các bạn? Làm thì cái suy luận của mình nó rất là dài. Viết ra thì nó rất là ngắn thôi nhưng mà để có thể giải được cái hình ấy thì việc suy luận ra được cái hình rồi điền được cái cạnh trên hình thì các bạn phải suy luận rất là nhiều. Bù vào cái phần mình phải giải tay mà. Thì đấy là câu số 9 của mình nhá. Câu 9 đáp án D. Ok. Câu số 10. Nay nổi 20 câu không thầy. Rồi. Câu số 10 nha các em nhé. Đặt điện áp xoay chiều U bằng 200 căn 2, cốt của 100 pi t cộng pi trên 6 vào hai đầu đoạn mạch AB chứa cuộn cảm thuần như hình vẽ. Chỉ thấy cường độ dòng điện I trong mạch chậm pha hơn so với U một góc là pi trên 3. Nhanh pha hơn với UAM một góc là pi trên 3. Và có giá trị hữu dụng bằng 1A. Giá trị của L và C là. Nào thầy vẽ giản đồ vector nhá. R nằm ngang này. R nằm ngang này. UC cắm xuống này. UL cắm lên. Thầy nối vào nhá. A M B này. UR, UC và UL. Tại sao thầy biết là UL nó lớn hơn UC? Bởi vì bài cho là cường độ dòng điện.
chậm pha hơn so với cả U, đúng không? Vậy là mạch của mình có tính cảm kháng. Y trễ pha hơn U mà mạch có tính cảm kháng. Mạch có tính cảm kháng thì ZL lớn ZC, tức là UL lớn hơn UC. Thì bài này là thầy dự đoán được như vậy. Được chưa? Cái góc này của mình là pi trên 3 này. UAB sớm pha pi trên 3 so với cả Y mà, tức là góc tạo bởi giữa UAB và Y đấy. Thì góc đấy của mình sẽ là pi trên 3. Đồng thời Y của mình nhanh pha hơn so với UAM. AM vậy nó sẽ là góc tạo bởi với phương ngang, vậy nó sẽ là góc này các em ạ. Góc này của mình cũng là pi trên 3. Ok. Góc bên trên là pi trên 3 mà góc bên dưới cũng là pi trên 3. Và có giá trị hiệu dụng là 1 A. Vậy thầy sẽ đi tìm được ZAB này. UAB chia cho Y nhá các em nhá. Vậy là 200 chia cho 1 là 200. 200 ohm. Thầy điền ở đây đây là 200. Được chưa? Bài yêu cầu tìm giá trị L và giá trị C thì đây là thầy giải trong tam giác thôi. Thầy sẽ đi tìm đoạn HB nhá. HB này. Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối sin pi trên 3. Được chưa? Vậy nó sẽ là bao nhiêu đấy? 200 nhân cả sin pi trên 3 vậy là 100 căn 3. Đúng không em? 100 căn 3. Ok, đúng rồi đấy. Và cái AH của mình nó là đường trung trực rồi các em ạ. Nó vừa là đường phân giác, vừa là đường trung trực mà. Vậy HB bằng mấy cả HM là tức là bằng mấy UC. Chưa? Bằng mấy UC luôn. À ZC nhá. Thầy đang sử dụng giản đồ Z không phải giản đồ U. Xin lỗi các bạn. Thầy đã tính ra Z rồi chứ không phải thầy để U nữa. Vậy đây là R, đây là ZC và đây là ZL. Được chưa? Vậy đây sẽ là ZC luôn. ZC của mình sẽ là 100 căn 3 thì từ đây các bạn sẽ suy ra được C cho thầy nhá. Suy ra C này. Còn ZL bằng 2 lần ZC. Vậy là 200 căn 3. Được chưa? Các bạn suy ra L thôi. ZC thì bằng 1 trên omega C. Còn ZL của mình bằng omega L. 200 căn 3 này chia cho 100 pi thì L của mình sẽ là 1,1 1,103. Tương tự C thì các bạn tính cho thầy. Thì ở đây chỉ có duy nhất một đáp án là L của mình là 1,103 thôi mà. Đáp án A nha các em nhé. Các bạn có thể tìm C nhé. 1 trên 100 pi nhân với cả ZC. 1,84 nhân 10 mũ trừ 5. Đấy, 18,378 nhân 10 mũ trừ 6 đấy. Đáp án A nha các em nhé. Được chưa? Thì đây là câu số 10 của mình. Đấy các bạn chú ý như vậy nhá. Mình đang sử dụng giản đồ Z thì tất cả các cái cạnh của mình ấy, nó phải là Z, nó phải là R, nó phải là ZL, nó phải là ZC. Chứ mình đang sử dụng giản đồ Z thì mình không thể nào tính ra được UL, UC và UR được. Chú ý như vậy cho thầy. Chỉ sử dụng một loại giản đồ thôi, hoặc là giản đồ điện trở hoặc là giản đồ điện áp. Được chưa? Thì đấy là câu số 10 của mình. Đáp án A. Buổi hôm nay khó. Ừ đúng rồi, thầy có bảo rồi mà. Giản đồ vector thì nó luôn luôn là câu khó, luôn luôn là câu vận dụng và vận dụng cao. Cho nên là giải nó rất là lâu. Giải rất lâu các bạn ạ. À. Mà đặc biệt là có thể giải kỹ cho các bạn mà giải chậm ấy. Thì một câu có lẽ là 10 phút là không đủ đâu. Có lẽ là thầy sẽ chưa nốt cho các bạn câu 11 và tuần sau mình tiếp tục like cái phần giảng đồ này nữa, và có lẽ là tuần sau nó sẽ còn khó hơn đấy các bạn ạ. Bởi vì là tuần sau thầy sẽ cho cái loại giảng đồ nó đặc biệt hơn một chút. Các bạn thấy rằng là 10 câu của mình rồi đúng không? 10 câu của mình đều là giảng đồ chỉ chứa ba linh kiện R, C và L. Mình còn có một cái bài toán đó là giảng đồ với cuộn dây của mình là không thuần cảm nữa, tức là có bốn linh kiện R, C, L, R nhỏ nữa. Thì buổi sau có lẽ là nó sẽ khó hơn rất nhiều đấy các bạn ạ. À. Được chưa? Tức là cái cuộn dây của mình á, nó không thuần cảm. Vậy lúc đấy mình có thêm một cái phần tử nữa là R nhỏ. Thì việc vẽ giản đồ ra lúc này nó không phải là chỉ có ba cạnh nữa,
là 4 cạnh buổi sau nhá. Thầy sẽ chưa nốt câu 11 và cái phần đấy thì sẽ hẹn các bạn buổi sau thì nó sẽ khó hơn nhá. Cho nên buổi sau các bạn phải thật sự tập trung vào cho thầy. Bài tập phần sản đồ này các bạn luyện nhiều hơn cho thầy nhá. Câu 11. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. AM R1 L. Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện xung C. R2 C. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hữu dụng là U thì điện áp hữu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là U1 và U2. Biết U bình bằng U1 bình cộng U2 bình. À thì chứ là UAM vuông pha với UMB thôi. Thì mình mới có Pythagore được như vậy chứ. Đúng không các em? Nó vuông pha với nhau thôi thì mới Pythagore được. U bình bằng U1 bình cộng U2 bình được. Hệ thức nào sau đây là đúng? À, thầy sẽ vẽ giản đồ vector ra này. R1 nằm ngang này. ZL cắm lên này. Vậy đây sẽ là AM của thầy nhá. Và chắc chắn là MB của mình nó sẽ phải vuông góc với cả AM. Được chưa? R2 này. Và ZC cắm xuống. Đấy, nối vào. Đây sẽ là MB. Và đây sẽ là AB. Được chưa các em? Đây là A này. M B và AM vuông góc với MB. R 1 ZL R2 ZC. Được chưa các em? Nay em thấy thầy hơi mệt. Ừ, dạo này thầy hơi mệt. Được chưa các em? Vậy đến đây mình sẽ có được này. Thầy suy ra này. ZL chia cho R1 nhân với cả ZC chia cho R2 là bằng 1. Đúng không em? ZL chia R1 nhân với cả ZC chia R2 là bằng 1. Tương đương với ZL nhân ZC bằng R1 nhân R2. Hay là tương đương với này. ZL của mình là omega L. ZC của mình là 1 phần omega C bằng R1 R2. Từ đây thầy rút ra được là L bằng CR1 R2. Đáp án của mình là đáp án A, L bằng CR1 R2. Thì đấy là câu 11 của mình.